Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi con game Planet Zoo đây. Hôm nay mình sẽ không cho những con vật đua nữa mà mình sẽ cho bọn nó quánh nhau. Ok. Hai con Buffalo đang cạ đòn nhau đó. Sâu rộng luôn. May ở đây. Nào nào sẽ là win này, chỉnh sửa cái là ok, con này đã win. Ta cùng xem con tiếp theo nhé. Ok, và tiếp theo đây sẽ là con African Elephant. Quá nhau rồi. Đâu rồi? Thật là cùng xem cuộc chiến của những con động vật bự nhất này, to nhất trong vườn thú Talanzo. Đó, đặt về lại chiến đấu rồi. Nào. Đâu, bắt đầu. Bỏ chạy và đây là con chiến thắng. Về nhà mình cũng kết thúc video rồi luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Goodbye, see you again.